Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là chân cắm tai nghe của điện thoại Vivo i15. Khi điện thoại Vivo i15 không dùng được chân cắm tai nghe, cắm lúc được lúc không, chập chờn, không nhận tai nghe, cầm địa chỉ thay mới chân cắm tai nghe cho điện thoại Vivo i15. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0967 1234 534, di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Vivo i15 nói chung và phần chân cắm tai nghe của Vivo i15 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới chân cắm tai nghe cho Vivo i15 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân cắm tai nghe cho điện thoại Vivo i15, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0967 1234 534 để được kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.